chúng ta hãy cùng luyện tập thi nói IELTS với câu trả lời mẫu ha các bạn. Mr. Park sẽ vào vai giám khảo, đặt câu hỏi, sau đó đưa ra câu trả lời mẫu. Các bạn có thể duet hoặc là stitch với chiếc video này để đưa ra câu trả lời của mình hoặc là đọc theo câu trả lời của Mr. Park đều được ha. Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là Housing and Accommodation, nhà ở và nơi cư trú. What kind of housing or accommodation do you live in? Nếu bạn đang ở nhà riêng, I am living in my own house. I have my private room. Although it is a little bit small, it's quite comfortable. Nếu bạn nào đang ở chung cư, I'm living in an apartment. I have to pay rent every month. In exchange, I feel very safe. Who do you live with? Nếu bạn nào đang ở với gia đình, I'm living with my parents and my relatives. We have an extended family and it can get quite noisy sometimes. Nếu bạn nào đang ở một mình, I'm living alone. Although it can be quiet, I'm comfortable being by myself. Is it easy to travel to work from home? It takes me about 20 minutes to drive from home to work, but if the traffic is bad, then it may take up to an hour.